đội tuyển Việt Nam vào top 15 châu Á, có lợi trước bốc thăm vòng loại World Cup 2026. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2023, dù tăng đến gần 9 điểm, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 95 so với những tháng trước. Với việc đảm bảo thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á và vị trí thứ 15 tại châu Á, qua đó tạo lợi thế nhất định khi AFC tiến hành phân loại hạt giống chuẩn bị cho bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới. Xếp sau đội tuyển Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á vẫn là Thái Lan. Voi chiến được cộng thêm 2,49 điểm do chỉ giành chiến thắng 1-0 trước đội hạng dưới Hồng Kông Trung Quốc và để Đài Bắc Trung Hoa cầm hòa 2-2 trong loạt giao hữu FIFA Days tháng 6. Tuy vậy, điểm số được cộng thêm cũng giúp đội tuyển Thái Lan tăng một bậc, lên vị trí 113 thế giới. Các đội tuyển có sức cạnh tranh khác trong khu vực Đông Nam Á cũng chưa có sự cải thiện đáng kể nào trên bảng xếp hạng khi Philippines hạng 135, Malaysia hạng 137 và Indonesia xếp hạng 150 thế giới. Ở top 10 thế giới, thứ hạng không có nhiều biến động khi Argentina vẫn đứng đầu. Kế đến là đội tuyển Pháp và Brazil. Trong khi đó, đội tuyển Anh đã vượt mặt Bỉ để vươn lên vị trí thứ 4 thế giới. Bảng xếp hạng tháng tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 20 tháng 7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.